Vắng đàn ông thì quạnh nhà, gia đình đại tá Trần Quang Khải vốn đã neo người thì tới đây sẽ thêm phần trống trải khi anh đã đi xa. Trách nhiệm của chị Trần Thị Hà, vợ anh tới đây sẽ còn nặng nề hơn nữa. Và để chia sẻ những khó khăn đó của gia đình cũng như tri ân những đóng góp hy sinh của đại tá phi công Trần Quang Khải đối với quân đội và đất nước, thành phố Hà Nội đã quyết định tuyển dụng đặc cách chị Hà vào ngành giáo dục. Chiều nay, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã về quê nhà đại tá Trần Quang Khải phúng viếng và công bố quyết định trên đối với chị Trần Thị Hà. Chị Trần Thị Hà có bằng thạc sĩ sinh học, trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1, hiện đang là giáo viên dạy gia sư và hợp đồng tại trường Trung học Phổ thông Chu Văn An. Tới đây, chị sẽ được tuyển dụng đặc cách vào viên chức của trường Trung học Phổ thông Chu Văn An. Anh Khải lập gia đình muộn ở tuổi 40 nên con gái của anh còn nhỏ. Thời gian qua, vợ con anh thuê nhà để sinh sống và làm việc tại Hà Nội trong khi anh công tác tại Thanh Hóa. Gia đình nội ngoại đều ở Bắc Giang, điều kiện kinh tế của gia đình còn nhiều khó khăn. Vì thế với gia đình chị Hà bây giờ, một công việc ổn định sẽ góp phần giúp đỡ chị đỡ vất vả trong việc chăm lo cho gia đình và nuôi dạy con cái khi mà người chồng đã đi xa.